Kính chào quý vị, Nhật ký cuộc sống sẽ luôn đồng hành, cập nhật những tin tức nổi bật, nóng nhất trong ngày để gửi đến quý vị. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật về diễn biến người phụ nữ thiệt mạng trong ô tô tại hầm chung cư ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Theo đó, đối tượng là Trương Việt Hùng, sinh năm 1988, trú tại Thanh Châu A, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Tại cơ quan điều tra, Trương Việt Hùng đã có những lời khai khiến không ít người phải thực sự bàng hoàng. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận hắn và chị Quy, nạn nhân, có quan hệ quen biết. Sau nhiều lần Hùng và chị Quy xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, Hùng nảy sinh ý định sẽ sát hại chị Quy rồi tự tử. Khoảng 7 giờ ngày 12 tháng 4, Hùng đến tòa nhà chung cư nơi chị Quy sinh sống. Khi thấy chị Quy đến vị trí đỗ xe ô tô, hắn ra tay sát hại. Sau đó Hùng đưa thi thể chị Quy sang bên kia cầu Đông Trù, đến địa phận xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Tại đây, Hùng tìm và chiếm đoạt 16 triệu đồng của chị Quy và nạp vào tài khoản chơi game. Hùng tiếp tục lái xe ô tô đến chung cư Mipec, quận Long Biên, cất giấu xe và xác chị Quy tại hầm để xe của chung cư rồi bỏ đi. Sáng 13 tháng 4, Hùng bắt xe về Hà Nam để chơi điện tử và nghỉ tại đây. Trước đó, tối ngày 12 tháng 4, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận tin báo của gia đình chị Quy, sinh năm 1984, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, về việc chị đi khỏi nhà từ 8 giờ ngày 12 tháng 4 nhưng chưa thấy về. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát phương tiện, tìm kiếm chị Quy. Đến 8 giờ ngày 15 tháng 4, Công an quận Long Biên phát hiện chị Quy đã tử vong trong xe ô tô để trong hầm gửi xe của một tòa chung cư ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định. Cập nhật vụ nổ súng cướp ngân hàng tại huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Qua khám xét cho thấy, số tiền trong ba lô của Nguyễn Tấn Phát, quê ở Bình Phước, sau khi đi cướp khoảng 700 triệu đồng. Công an cũng đã thu giữ được một khẩu súng của nghi phạm, đã bắn hết đạn trong ổ và 6 viên đạn còn đựng trong túi ni lông. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã có những lời khai không khỏi bất ngờ. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tấn Phát, 25 tuổi, quê Bình Phước nói, bản thân vay của một công ty tín dụng với số tiền hơn 20 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả, trễ hạn chi trả, Phát bị công ty này đòi nợ, hăm dọa bản thân và gia đình. Mặt khác, do cần tiền để tiêu xài nên kẻ này đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Thực hiện ý định, đối tượng lên Facebook đặt mua một khẩu súng kiểu rulo bắn đạn thể thao với giá 5 triệu đồng cùng 20 viên đạn. Tiếp đó, Phát đi khảo sát các ngân hàng nằm trên quốc lộ 13 từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Phước để lựa chọn ngân hàng vắng và thực hiện hành vi. Sau đó, Phát chọn ngân hàng Sacombank Bào Bàng do thấy ngân hàng này vắng người giao dịch. Theo Công an huyện Bào Bàng, Nguyễn Tấn Phát thực hiện hành vi một cách liều lĩnh, có dự tính trước, chuẩn bị công cụ, phương tiện thực hiện hành vi đến cùng. Hiện Công an huyện Bào Bàng tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tổ chức điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án. Cập nhật thông tin về diễn biến dịch COVID ở nước ta. Tại Hà Nội, trong 7 ngày qua, số ca mắc trung bình là 79 ca trong một ngày, xuất hiện nhiều ổ dịch. Trước tình hình này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã chủ trì giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh trên người với các quận, huyện, thị xã. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong 7 ngày qua, số ca mắc trung bình là 79 ca một ngày. Từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4, trung bình ghi nhận 96 ca một ngày. Ngày 16 tháng 4 ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất với 99 ca mắc. Tính đến ngày 16 tháng 4, toàn thành phố còn 566 trường hợp đang điều trị, trong đó hai bệnh nhân mức độ nặng phải thở máy điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn và một trường hợp đã chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tại hội nghị giao ban báo cáo về tình hình dịch bệnh, đại diện Ủy ban Nhân dân một số quận, huyện cũng cho biết số ca mắc COVID-19 và một số bệnh truyền nhiễm khác như thủy đậu, sốt xuất huyết, tay chân miệng có xu hướng tăng. Nguyên nhân của sự gia tăng này do thời tiết giao mùa và nhu cầu đi lại của người dân gia tăng. Đối với vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà cho rằng nếu vaccine nhận về mà không tiêm hết sẽ hết hạn. Do đó, các địa phương, các ngành cần rà soát đúng, đủ đối tượng và đăng ký nhu cầu tiêm phòng. Thành phố bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiêm phòng của người dân, tiêm đúng đối tượng và kịp thời.